Hôm nay thì con cũng muốn hỏi ý kiến của chú một tí về ngày hôm qua thì cũng có nhiều cái thông tin về cái việc mà chị Loan đã ủy quyền cho chị Ni trong cái việc tiếp tục giải quyết cái mâu thuẫn cái chuyện tranh chấp tài sản của gia đình nhà họ Võ. Thì đó mình cũng chú với con cũng chia sẻ với nhau nhiều về cái vai trò của chị Ni. Thì trước đây thì chị cũng là một người nói chung là chị em kết nghĩa gì đó thôi, và thời gian gần đây là chị Loan đi đâu là cũng có chị Ni đi theo nữa, và thêm một cái chuyện quan trọng là chị Ni là được chị Loan ủy quyền nữa trong cái việc làm việc với tòa án, các luật sư, rồi cái việc thưa kiện tranh chấp tài sản. Và chị Ni thì cũng lên phụ livestream chim bán hàng, bán như là bán bánh trung thu tháng qua. Thì chú theo dõi câu chuyện từ đầu thì chú có bình luận góp ý gì không chú? Dạ thì trước tiên tôi chào anh, tôi chào cộng đồng mạng. Vấn đề mà Hồng Loan ủy quyền về pháp lý cho mà chị Ni trong vấn đề là kiện tụng của phía Cần Cần, thì tôi thấy cái vấn đề đó là tôi rất là quan hô cái bước đi sáng suốt của Hồng Loan. Vì Hồng Loan á, thứ nhất á là tôi nói anh cái vấn đề á là thuở nhỏ Hồng Loan á, cái sự nuôi dạy Hồng Loan được sự đàn áp và đàn áp và đánh đập, thành ra Hồng Loan cái sự hiểu biết đời á thì cũng đã là kém hơn so với những người khác. Và vấn đề thứ hai nữa là vấn đề á, chị Ni á là một cái người chị kết nghĩa, và họ có cái tâm, có cái tầm và có cái sự hiểu biết đời, nên Hồng Loan nó là ủy quyền pháp lý cho chị Ni, đó là cái điều hết sức là chính xác. Và thứ ba nữa là Hồng Loan, chúng ta nhìn thấy đi, một con người lương thiện và chỉ biết lo cho là gia đình và năm con, và cái vấn đề ngại về vấn đề pháp lý thì tôi thấy là đó mới là một cái bước đi là sáng suốt. Chứ nếu bây giờ là một mình, chúng ta giả định một mình Hồng Loan mà đối chất trong vấn đề pháp lý với bọn Cền Cền á, thì tôi biết chắc chắn một cái điều thì là Hồng Loan sẽ không có là đủ cái bản lĩnh để chống đối với cái bọn Cền Cền đó. Vì bọn được Cền Cền đó họ đã ủ mưu lâu dài rồi, không phải là một cái chuyện một sớm một chiều đâu, nên nó là Hồng Loan không thể nào đối chất được. Mặc dù Hồng Loan có những cái chứng cứ xác thật này kia nọ, nhưng mà và pháp lý ủng hộ, nhưng đâu đó anh chúng ta cũng đã thấy trên cộng đồng họ bọn họ đưa ra những cái chứng cứ là trái với pháp luật và trái với luân thường đạo lý, nhưng họ vẫn là khẳng định một cái điều là Hồng Loan sai. Thì ở đây mà nếu như Hồng Loan đi á thì cũng phải có sự tư vấn của chị, đó là chị Ni và pháp và luật sư. Nhưng mà thật lòng ra mà nói thì nếu như vậy thì ủy quyền về pháp lý, ở đây chúng ta khẳng định nha, ủy quyền tài sản là khác, còn ủy quyền pháp lý là nghĩa là những lời nói của chị Ni là cũng như là cái sự truyền đạt lại cái ý của Hồng Loan, đó là cái điều thứ nhất. Và vấn đề thứ hai nữa là không đụng chạm gì về vấn đề tài sản, chỉ ủy quyền pháp lý thôi. Thì đó là những cái bước đi tôi thấy là hết sức là sáng suốt. Còn Hồng Loan thì bây giờ chúng ta cũng đã thấy là cái sự mua bán của Hồng Loan đó là rất là có cái thời gian rất là bận rộn, vô cùng bận rộn, hàng nghìn, hàng ta chục nghìn, hàng trăm nghìn cái đơn hàng. Thì nếu giả định á mà Hồng Loan thì cũng giả lại, nghĩa là cũng tôn trọng về khán giả, tôn trọng về cộng đồng mạng, mà nếu như mua bán mà thất hứa với là những cái đơn hàng như vậy thì ý Hồng Loan cũng không muốn, nên là để ủy quyền cho mà chị Ni thì tôi thấy cái điều đó rất là tốt. Và ủy quyền pháp lý là khác nha, chứ không phải là ủy quyền tài sản. Chứ không khéo thì cái bọn Cền Cền nó sẽ nói rằng là chị Ni là tạo điều kiện để là lấp liếm cái vấn đề tài sản Hồng Loan. Mà ở đây chúng ta phải khẳng định ủy quyền pháp lý là nghĩa là nói chuyện, và đó là cũng như là cái người thừa thừa hành những cái ý kiến của Hồng Loan trong vấn đề đó là kiện tụng, thì tôi thấy điều đó là rất tốt. Và mời anh có ý kiến à. Dạ thì con cũng nhận được nhiều ý kiến khán giả người ta nói là về cái vai trò của ông bầu Vũ Luân, tức là anh hai Vũ Luân đấy,
Tức là anh Vũ Luân thì chỉ có một lần là anh lên trên mộ, tức là anh dẫn Hồng Loan lên mới nói hết cái sự thật cho khán giả, các anh em YouTuber để biết được cái bộ mặt thật của mẹ con của họ. Thì trong cái chuyện mà sau một thời gian dài và sau cái đám tang của cậu Năm thì hôm đó mới là có anh Vũ Luân dẫn lên, là chị Loan mới dám nói. Còn thực sự nếu không có Vũ Luân thì chắc là chị Loan cũng không dám lên cộng đồng mạng, lên lên trên Hoa Viên để mà nói đâu. Thì cũng có nhiều cái hoài nghi về cái chuyện vai trò đứng sau của anh hai Vũ Luân, là có, cũng có nhiều khán giả anh ta cũng hoài nghi là biết đâu là chị Ni là được anh hai Vũ Luân là set up sẵn hay như nào đó để hỗ trợ pháp lý, như gọi là như là một người trợ lý cho Hồng Loan, tại vì đôi lúc là anh cũng không muốn ra mặt nữa. Thì theo chú, nếu như mà có chuyện này thì chú thấy cái vai trò của anh hai Vũ Luân như nào, mặc dù anh cũng bận rất là nhiều việc từ cái các show diễn, cái công việc của mình, nhưng mà lúc nào cũng theo dõi bước chân của Hồng Loan, rồi lâu lâu là cũng có thấy những cái comment chia sẻ khán giả mà ủng hộ cho Hồng Loan. Thì chú thấy vai trò của người anh hai như thế nào với em Hồng Loan không chú? Dạ thì thật lòng á, cái hồi đời thường á, nghệ sĩ Vũ Linh và tin tưởng á, là anh hai Vũ Linh và gần như là một cái người xứng đáng là một người con á, là tình con nghĩa, một người con chân thật. Nên đó là cái dấu dáng trong cái vụ kiện này thì chúng ta vẫn thấy có cái là sự ủng hộ đằng sau của anh hai Vũ Linh. Đó là cái điều á, là mới xứng đáng là một anh cả anh à. Mà đấu tranh đó là cho Hồng Loan thì nghĩa là gần như là Vũ Luân cũng là một người con nghĩa, con tình báo hiếu thôi. Thì chúng ta thấy rõ ràng không, bên cền cền cư xử với mộ Vũ Linh là rất là tệ. Bây giờ chúng ta không còn nói nhiều về chi tiết nữa, mà nói chung là họ đối xử quá tệ. Thì cái sự đau lòng của người con cả của Vũ Linh thì đó là người ta là đứng ra, người ta là bảo vệ cái hương hồn đó và bảo vệ người là núng ruột của là nghệ sĩ Vũ Linh. Thì đó là cái điều tôi thấy là rất là xứng đáng, đáng trân quý cái người con tình con nghĩa này. Họ bất chấp những cái lời là xăm xỉa xỉa xói của cái bọn cền cền tham lam đó, thì đó là cái vấn đề tôi thấy là rất ủng hộ anh hai Vũ Linh chứ, rất là ủng hộ. Đó là con tình con nghĩa đó, chứ không phải là vấn đề vì tiền vì bạc. Chúng ta thấy như thế nào đó là anh hai Vũ Luân á, thì thời gian người ta cũng bận rộn, quá bận rộn thì người ta là nhờ tới chị Ni, thì ở đây tôi thấy là cái điều đó là đúng. Và quay lại vấn đề chúng ta đã thấy rồi, để lặp lại vấn đề thì rõ ràng Hồng Loan hồi nhỏ thì nói chung là ăn học thì cũng yếu kém rồi, cái với cái sự đòn roi đánh đập của cô Sáu rồi, nó thật sự ra nói thì nó thấy thật sự thật là đau lòng. Hồng Loan gần như là một đứa con mồ côi, rất là côi cút, hai cha con đi với là hết đó là vở diễn này tới vở diễn kia, lúc đó là còn 2-3 tuổi, thì cái sự mà dạy dỗ theo cái khuôn phép và theo cái kiến thức xã hội đó, phát triển đó, thì Hồng Loan quá yếu kém, nó hẳn là như vậy. Vì đó là vấn đề thì cũng là bà con đã hiểu rồi, thì cô Sáu đó là cư xử với con người ta như thế nào, để rồi hai cha con mới có 2-3 tuổi đó dắt nhau đi đó là hết rạp hát này tới là bầu show kia, thì đó là cái điều mà để lại cho Hồng Loan là cái vốn kiến thức sống nó là kém, nó thật là sự là như vậy. Và sợ nữa và nói chung làm gì làm, một đứa bé từ thở nhỏ đã từng bị là đòn roi từ cô Sáu ra, nên nó là Hồng Loan có cái dấu dáng sợ cô Sáu. Đó là sợ là gì, sợ gần như là một kẻ thủ ác, không biết gần như là cái vía bây giờ là Hồng Loan sợ cô Sáu, tôi đánh giá là vậy. Nên nhờ cái vấn đề là anh hai Vũ Luân, mà anh hai Vũ Luân thì trăm công nghìn việc của người ta, thì đó thì nhờ tới chị Ni có cái sự gọi là nâng đỡ ở đằng sau của anh hai Vũ Luân, thì tôi thấy là cái điều đó là đáng khen và đáng nên Hồng Loan đáng làm. Thì Hồng Loan như vậy thì cái kiến thức như vậy thì và Hồng Loan tôi cũng biết chắc là như thế này, Hồng Loan không ngờ và mọi người chúng ta trong cộng đồng cũng không ngờ cái lòng tham và cái thủ đoạn của là cái bọn cền cền, điển hình qua là mẹ con cô Sáu là cái người đầu tiên, rồi cái người chú cũng vậy.
À, mày nếu không phải là ADN của anh năm tao, mày phải ra bàn tay trắng. Thì nói cái câu nói của người chú, nó có cái vấn đề. Nếu theo lẽ thường của xã hội thì tiếng nói của người chú cũng không thua gì cái tiếng nói của người cha đâu. Nhưng ai ngờ người chú cũng là một cái người tham lam vô độ. Thành ra Hồng Loan nó là thật sự là tứ cố vô thân, thì cũng nhờ có được anh hai Vũ Linh là một con người đỉnh đạt. Và thứ hai, trong cái đời thường nghệ sĩ Vũ Linh á, thì cũng có cái sự yêu mến và đã có cái sự là thân thiện với là Vũ Luân. Thành ra là Hồng Loan còn có một người anh hai nghĩa tình đó, để là dựa dựa vào đó để sống trong cái lúc mà bọn cền cền đó là ra sức là tấn công và cướp bóc tài sản của Hồng Loan luôn. Nên nó là bây giờ là anh hai Vũ Luân đã đạo diễn cho mà Hồng Loan trong vấn đề nhà chị Ni là ủy quyền pháp lý, thì cái điều đó tôi thấy hoàn toàn tốt. Ở đây chúng ta phải khẳng định như thế này, ủy quyền pháp lý nha bà con, chứ không phải là nói cái từ ủy quyền nghĩa là ủy quyền cho mà tài sản cho chị Ni, thế là bọn cền cền nó lại là lôi chị Ni ra là nó đá xiên đá xéo. Ở đây là những vấn đề pháp lý, thì cũng như là cái người á là thừa hành cái lời nói hay là cái ý nguyện của Hồng Loan thôi, thì đây là vấn đề là rất là tốt. À, rồi đó mới đúng là người con nghĩa con tình, người ta để cái tâm vào công việc và người ta để vào cái đó là một cái tình thương thật, người ta không vụ lại. Ở đây chúng ta thấy là như chị Ni thì người cũng có tâm và có tầm, và Vũ Luân cũng vậy, thì giúp Hồng Loan thì tôi thấy là vấn đề là hết sức là chúc mừng Hồng Loan được cái sự giúp đỡ của những cái con người có tấm lòng tốt thật sự, không có những cái vấn đề là mưu mô xảo quyệt tranh giành tài sản này kia kia nọ. Thì mời anh có ý kiến à. Dạ đó thì anh hai Vũ Luân cũng chỉ là một người con nuôi cũng giống như dì ba thôi, thì trong cái chuyện tài sản phân chia tài sản thì anh cũng không có ý kiến gì, nhưng mà thấy những cái việc làm của anh bảo vệ đứa em út thì như vậy là cũng được rất nhiều khán giả đồng tình ủng hộ. Thì chuyển qua một cái câu chuyện khác, đó là về của chị nhà báo Hoa Bình. Nhà báo Hoa Bình thì trước hôm đó thì chị Loan cũng đã có những cái thư cảnh báo đến cô nhà báo này, và hôm qua thì chắc chú cũng theo dõi là có những cái đơn, chị Loan cũng đã gửi những cái đơn tố giác về cái việc chị nhà báo này đã có những cái lời xúc phạm vu khống mình, đã ảnh hưởng đến cái uy tín danh dự của cố nghệ sĩ. Rồi chị Loan cũng yêu cầu rút thẻ nhà báo đối với nhà báo Hoa Bình này luôn. Thì chú có phân tích gì về chuyện này không? Tại vì chị Loan cũng đã cảnh báo hình như cũng gần một tuần đây rồi, nhưng mà vị nhà báo nó vẫn tiếp tục đăng đàn những cái thông tin có ý xấu, nói xấu đến Hồng Loan. Thì chú theo dõi câu chuyện này thì chú có góp ý gì không chú? Dạ thì trước tiên á, tôi đánh giá cái chị á, là nhà báo 20K này, thì chúng ta nhìn vào cái câu nói mà cộng đồng đặt cho họ là như vậy, thì cái giá trị của họ chỉ có 20K mà họ phải tranh giành này kia kia nọ, thì chúng ta đã biết được cái phẩm chất và cái tính ý của chị này, cái giá trị nó cỡ bao nhiêu rồi. Do đó chị này là bỏ ra vài đồng bạc lẻ thôi, thế cho chị ngửi thế là bắt đầu là chị sẽ tung hô theo cái ý của người cho tiền chỉ vài đồng bạc lẻ thôi. Vì cái giá trị con người này nó không được cao, cái nhân phẩm con người này nó không cao quý, con giá trị con người này là chỉ đổi bằng những cái đồng tiền rẻ. Nên nó là họ là với cái sự sai khiến của bên kia, để gọi là một cái miệng của bọn cền cền để đấu đá bơi xấu Hồng Loan. Đây gọi là thứ nhất về cái lịch sử chị này á, là đã bị tổ chức á, là nhà báo người ta cho thôi việc, đuổi việc. Thì bây giờ gọi là như thế này, thứ nhất á, thì chúng ta tránh á, là kẻ là anh hùng, thứ hai á, thì tránh kẻ bần cùng thối tha. Thì chị này thì là cái kẻ thứ hai, chỉ là bần cùng rồi và chỉ liều. Và nói thẳng thực tế nhân cách và nhân phẩm chị này, nếu có mất đi và có không còn gì nữa để lại cho đời, thì chị cũng không thấy gọi là làm tiếc. Thì đời thường chị cũng đã quá rẻ tiền rồi. Thì bây giờ nếu chị có làm bậy, có phát ngôn liều đi á, thì có gì thì gì thì chị cũng vẫn vậy. Chỉ là cùng rồi. Đó là cái điều bản chất con người này. Tại sao có
Đó là cái lý do mà thẩm rời á, là Hồng Loan á, là kiện tố tụng chỉ thì kiện tụng chỉ thì á, là chỉ vẫn nói, thì đó là cái vấn đề do ăn tiền và cái bần cùng rồi. Nếu như giả định nha, không có cái vụ việc Hồng Loan này thì chưa chắc á, là chị này có cái đủ sống, cái chi phí sống cho qua ngày đoạn tháng, những cái ngày tháng mà bị thôi việc như thế này. Tôi đánh giá là như vậy. Với bản chất đó thì không có một cái ngoài cái chuyện mà được mua chuộc thì chỉ không thể nào làm cái gì kiếm sống đâu, mà chỉ dựa vào những cái vấn đề là xấu xa đó để là trục lợi, để kiếm sống trên bọn cần cờ. Và bọn cần cờ bây giờ sao? Vì cái bản chất của họ quá tham lam và không còn biết về cái vấn đề pháp luật và vấn đề là truyền thống của ông cha tốt đẹp trong tang lễ, nên họ cũng không gì để nói được, thì mượn vào cái bàn tay thối tha này để là chống phá Hồng Loan. Thì cái điều đó là thứ nhất. Và cái vế thứ hai nữa như thế này, thì chúng ta đã thấy rồi, từ lúc nghệ sĩ cha Hồng Loan nằm xuống cho đến giờ thì cái bọn cờn cờn nó bất chấp, nó ăn hiếp Hồng Loan luôn, và nó A B C, nó cướp nào là tiền ở làm tình nghĩa, tiền ở làm tang điếu của nghệ sĩ, rồi thứ hai nó cướp luôn hình ảnh của cha người ta, rồi thứ ba nữa nó cướp luôn cái vấn đề là cái kênh của hình ảnh của cha người ta luôn. Thế là tụi nó nằm nhai ngấu nghiến. Thì như vậy đó là người đời cũng đã thấy gần như cái cảnh là như thế này, là dậu sập thì bìm bìm leo, thì Hồng Loan dễ ăn hiếp quá bà con, dễ lợi đó cướp bóc quá bà con. Chỉ cần nói anh Năm ơi, tôi thương anh Năm đời thường, tôi tới bệnh viện tôi thăm anh Năm, tôi thế là bây giờ tôi thương anh Năm, tôi kêu viên gạch nghĩa tình, thế là chúng nó trục lợi vào cái hình ảnh đó, dễ ăn quá bà con. Nói chung mà ở đây là cả cái đất nước Việt Nam này, chúng ta phải nhìn lại cái những sự việc trong tang điếu cha người ta qua đời, thì cái đất nước Việt Nam này đúng là đứa con Hồng Loan chúng ta đó, bọn xấu sẽ dễ dàng tới đó kiếm ăn và trục lợi trên hình ảnh của cha người ta, với cái danh nghĩa là thương anh Năm đời thường, em với anh Năm thương nhau quá, thế là lại đó cướp cướp hình ảnh, cướp tài sản, nói chung tất cả đều cướp và đều trục lợi vào cái hình ảnh đó. Và người con Hồng Loan thì chúng ta đã định nghĩa lúc ban đầu thì đã có cái sự là yếu kém trong vấn đề kiến thức, do cái vấn đề hoàn cảnh khách quan, là nghệ sĩ Vũ Linh thì lo làm đi trả nợ, thì là do bươn bả ngược xuôi trên cái con đường nghệ thuật như vậy, thì Hồng Loan làm sao có cái kiến thức sâu rộng như là điển hình như là chị Ni hay là như anh hai Vũ Linh. Nên nó là cái bọn xấu xa, rồi nói chung là cái bọn thấp kém, thì cái kiến thức của tham lam của nó điển hình qua vấn đề là chỉ báo đời đó, thì nó nhảy vào ăn hiếp Hồng Loan thì cũng để là kiếm cát kiếm sống qua ngày. Và mời anh có ý kiến à? Dạ, con cũng cảm ơn ý kiến của chú ha, đóng góp thêm để khán giả người ta thấy được cái vai trò của chị Ni cũng như là anh Vũ Luân trong cái câu chuyện mà hỗ trợ cho Hồng Loan giành lại cái những gì thuộc về mình, những gì cái dây di sản của cha của mình thuộc về mình. Cũng xin chúc chú nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp chú ở các video tiếp theo chú ha. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ, chào ạ. Dạ, con Dạ, chào cảm chú ơn. ạ. Dạ. Dạ.